Vì chúng ta phải vượt qua biết bao nhiêu thử thách khó khăn vì đại dịch, mà chiến thắng được đại dịch như vậy, đến giờ phút ngày hôm nay đấy, Việt Nam đã trở thành một niềm điểm sáng, một niềm tự hào kiêu hãnh của cả thế giới này. Mà với đảng ta đấy, thì đây cũng chính là một cái thực tiễn sinh động để bước vào đại hội lần thứ 13 với cái bài học lớn về đạo đức, về đoàn kết để phát triển. Năm nay dồn dập biết bao nhiêu sự kiện. Sự kiện lớn nhất và thiêng liêng nhất đấy, đó là 90 năm lịch sử đảng ta mà do Bác sáng lập, mà trong công ty của chúng ta cũng có tổ chức đảng. Các đồng chí biết là năm nay đảng ta tròn 90 năm, từ 1930 mà do Bác sáng lập. Nhưng các bạn nhớ cho là 90 năm đó là 90 năm tuổi của đảng ta thôi. Chứ còn Bác Hồ với tư cách là một người đảng viên cộng sản đấy, Bác là 100 năm tuổi đảng cơ. Nếu Bác còn sống đến ngày hôm nay, Bác Hồ của chúng ta là 100 năm tuổi đảng. Vì Bác vào đảng từ năm 1920, lúc Bác tròn 30 tuổi. 10 năm sau, lúc Bác 40 tuổi, năm 1930, thì Bác mới sáng lập đảng ta. Đấy. Trong lịch sử 90 năm của đảng ấy, thì đảng ta đã giành được thắng lợi vĩ đại khi ở tuổi 15. 1945, đảng mới 15 tuổi thôi. Mà toàn đảng lúc bây giờ chưa đầy 5.000 đảng viên, mà làm nên một sự nghiệp vĩ đại chỉ sau cách mạng tháng 10 Nga của Lenin thôi. Đấy, cách mạng tháng 8 năm 45, ta học lịch sử ta biết rồi. Đi vào lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam đấy, bởi vì đánh dấu cái sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với cái bản tuyên ngôn độc lập có thể nói là bất hủ với thời gian, mà do chính Bác viết và tuyên đọc. Trong 90 năm lịch sử đảng, ở tuổi 15 đảng đã giành được chính quyền, và đảng ta liên tục cầm quyền từ đó đến nay đã 3/4 thế kỷ, 75 năm. Trên thế giới ít có một đảng nào được như vậy, không nhiều đâu. Vĩ đại như Đảng Cộng sản Liên Xô mà cuối cùng còn tan vỡ cơ mà. Mà khi đổ vỡ đấy, Liên Xô vẫn còn tới 25 triệu đảng viên, mà đổ vỡ vẫn phô phương cứu chữa. Bởi vì mất dân rồi, mất niềm tin của dân, mất sự ủng hộ của dân thì không gì có thể tồn tại được. Cho nên đấy, đảng ta 75 năm cầm quyền có thể nói là một cái niềm tự hào chói sáng của chúng ta đến tận bây giờ. Mà trong 75 năm cầm quyền ấy thì đảng ta lại khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới 35 năm nay. Thì các bạn sẽ theo dõi Đại hội Đảng Toàn quốc sắp tới nhé. Đảng sẽ có một tổng kết lớn về 35 năm đổi mới, để tìm ra cái sự phát triển bền vững của Việt Nam sắp tới là thế nào. Để ta gọi là những cái đột phá, mà ngay trong công ty chúng ta cũng đang nỗ lực tìm kiếm cái đột phá thiết thực nhất. Mà không có cái đột phá nào quan trọng hơn ấy, là tạo nên được cái tính tích cực lao động của người dân, của mỗi một chúng ta, để nêu cao tinh thần trách nhiệm và làm chủ, để xây dựng công ty phát triển ngày một tốt đẹp, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, của cả nước trong cái sự nghiệp đổi mới này. Một cái sự kiện nữa, và mong các bạn hết sức lưu ý này. Chỉ vì năm nay có đại dịch, cho nên chúng ta không tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam. Chứ lẽ ra đấy, trong chương trình nghị sự của Đảng và Nhà nước đấy, năm nay sẽ làm rất trọng thể. Vì giải phóng miền Nam là 45 năm. Đồng chí nào sinh năm 75 là cái năm mà sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ấy, thì năm nay 45 tuổi. Đấy. Còn ai mà sinh ra trong thời đổi mới từ năm 86 trở đi đấy, thuộc về một thế hệ vàng của lịch sử đấy, thì bây giờ cũng đang 55 tuổi. Đấy. Thì chúng ta mới càng nhớ đến là kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam.
để chúng ta hồi tưởng lại lịch sử 45 năm về trước, chiến thắng oanh liệt như thế nào, và thỏa lòng mong ước khát khao của bác như thế nào, dù lúc đó không còn bác nữa. Đấy, Sài Gòn rạng rỡ bóng cờ bay, cờ đỏ sao vàng, khi mà ngày chiến thắng đến. Mà cái chiến dịch giải phóng Sài Gòn, các bạn nhớ nhé, đến giờ phút chót đấy, là Bộ Chính trị đã điện vào cho Bộ Chỉ huy Tiền phương phía Nam đấy, là cho phép lấy tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn, mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đấy, như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng cơ mà. Đặc biệt nữa này, nói đến giải phóng miền Nam, để không bao giờ ta quên được cái điều bác nói: miền Nam trong trái tim tôi. Chỉ vì miền Nam mà bác không lập gia đình riêng, hy sinh hết cho đồng bào, cho trọn vẹn. Đến phút chót của cuộc đời, lúc cuối đời đấy, bác vẫn còn tâm sự với chúng ta là bác không lấy vợ có lợi cho cách mạng hơn, có lợi cho đồng bào miền Nam hơn, và bác chịu trách nhiệm về cái công cuộc giải phóng miền Nam này, cho nên bác từ chối không nhận huân chương. Đấy. Các đồng chí, các bạn có thể có rất nhiều huân chương, huy chương trên ngực, chứ còn bác Hồ của chúng ta không một tấm huân chương. Đấy. Tặng huân chương sao vàng là huân chương cao nhất cho bác đấy. Bác nói là chỉ nên tặng một người thôi. Và bác giới thiệu là tặng cho bác Tôn, bác Tôn Đức Thắng kính yêu của chúng ta, người mà sau khi bác mất đấy, thay bác làm chủ tịch nước. Chúng ta có nhớ không ạ? Bác Tôn là người của miền Nam. Bác Tôn quê ở An Giang, tặng huân chương cho bác Tôn là để tôn vinh cả miền Nam yêu quý, đi trước về sau, thành đồng của Tổ quốc. Còn với bác đấy, bác nói khiêm tốn và cảm động là bác chưa xứng đáng để nhận huân chương. Bài học này có thể nói là chúng ta vô cùng thấm thía. Vĩ đại như bác mà bác nhận mình là chưa xứng đáng, thì tất cả chúng ta phải học bác cái tính khiêm tốn đến suốt đời. Cho nên công ty chúng ta phát hiện được một cái điều rất tinh tế. Đấy. Được tôn vinh thì phải khiêm tốn. Đấy. Chính cái điều ấy là học bác đấy. Học được bác, khiêm tốn đến suốt đời. Thành công bao nhiêu cũng vẫn là bé nhỏ so với cái cống hiến chung của cả dân tộc, của cả đất nước. Bác còn nói cảm động một câu là bác mới chỉ đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Câu ta vẫn chúc nhau là thượng lộ bình an, đi đến nơi về đến chốn. Bác nói là bác chưa nhận huân chương vì bác mới đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Ý bác là miền Nam chưa giải phóng, bác chưa trở lại Sài Gòn, ở cái bến cảng Nhà Rồng, nơi mà 21 tuổi bác ra đi tìm đường cứu nước. Chưa về đến chốn cũng có nghĩa là chưa trở lại Huế. Và miền Nam còn biết bao nhiêu địa điểm thiêng liêng khác nữa. Các bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về bác Hồ với cô Lê Thị Huệ chưa? Mối tình của bác đấy, mối tình thời trai trẻ mà bác chỉ để ở trong tim thôi. Suốt đời bác mang trong tim hình ảnh một người con gái, cô Lê Thị Huệ đấy. Chưa một lần được gặp lại, mà cô Huệ là người tiễn bác đi ở bến cảng Nhà Rồng. Rồi sau này trong suốt những quá trình hoạt động, cả đời chờ đợi bác, đến khi nghe tin bác mất thì cô đau đớn quá bỏ đi tu đấy. Người ta sẽ kể cái câu chuyện này đầy cảm động. Đau đớn nhất cho cô Huệ lại không phải là bác mất thật, bởi vì báo chí nước ngoài nó cứ tung tin là Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh chết trong tù rồi. Thì tình cờ cái tin ấy đến tai cô Huệ, cô tưởng thật và cô bỏ đi tu vì đau đớn quá. Bác Hồ bị tù đầy ở Hương Cảng, Hồng Kông nhé. Thực dân Pháp, thực dân Anh nó liên minh với nhau bắt bác và nó kết án tử hình. Nó định điệu bác về tận Vinh này, này, thủ phủ Nghệ An này, này để tử hình. Chứ trong hồ sơ lý lịch của bác còn ghi cả câu là tử hình vắng mặt. Bởi vì có một vị luật sư nổi tiếng tên là Lu Zhebai, và ông vô cùng ngưỡng mộ khâm phục về trí tuệ đạo đức của bác, mà đem hết tài trí của mình ra cãi trắng án cho bác để bác được tự do.
Cho nên bác coi luật sư Lucibi là ân nhân của mình, còn chúng ta thì coi cụ là ân nhân của cả dân tộc Việt Nam. Vì nhờ có cụ mà mới cứu sống được bác Hồ qua cái cơn hoạn nạn đó. Thế rồi khi được trả lại tự do rồi thì nó lại lập tức bắt bác ngay ở Singapore, lại phải nhờ luật sư Lucibi một lần nữa cứu bác, rồi bố trí cho bác qua Thượng Hải đến Trung Quốc, rồi tìm đường sang Liên Xô, sang phương Tây. Đến đời bác gian truân sóng gió lắm. Thế mà rồi đến bên thềm cách mạng tháng 8 sắp đến nơi rồi, bác sang Trung Quốc trở lại vào tháng 8 năm 1942, thì lính của Tưởng Giới Thạch khám xét bác. Trong người bác chỉ có mỗi một cái tờ giấy thông hành mà đã hết hạn rồi, chứ nó nghi bác là gián điệp, nó bắt ngay. Nó giải bác đi 30 nhà tù ở Quảng Tây, mà đất nước Trung Quốc rộng lớn mênh mông như thế, 30 nhà tù, xiềng xích chân tay bị trói, đi từ sáng sớm đến đêm khuya, ngủ trên đống rơm đống rạ cơ mà, ăn đói mặc rét cơ cực như vậy mà bác vẫn vượt qua hết. Bác vẫn còn làm được cả thơ nữa thì đây là một điều phi thường. Ta hãy nhớ lại hồi chúng ta còn nhỏ nhé, thời học sinh sinh viên ấy, các bạn đã học nhật ký trong tù rồi chứ. 133 bài thơ bác viết bằng chữ Hán ấy, mà đến lúc bác 70 tuổi nói mãi xin phép bác mới đồng ý cho dịch ra tiếng Việt. Còn bây giờ trở thành một cái áng văn chương vô giá của lịch sử, dịch ra hầu hết các thứ tiếng trên thế giới thôi. Thì ta mới thấy được tâm hồn phong phú, nghị lực phi thường của bác là những cái bài học đạo đức suốt đời chúng ta sẽ noi theo. Đấy. Thế thì cái cuộc sống bị tù đầy như thế, báo chí nước ngoài nó cứ tung tin là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh chết trong tù rồi. Cái tin ấy đến tai cô Huệ, cô tưởng thật cô đau đớn quá bỏ đi tù. Mà trên thực tế đấy, đến tận 1969 bác mới mất. Thế là cô Huệ đi tù từ lúc còn rất trẻ. Và càng thế ta càng thương xót cho cô hơn. Cho nên cái mối tình của bác với cô Huệ đấy là một mối tình tinh thần và lý tưởng, chứ không có trong cuộc đời, vì không ăn ở với nhau, không thành vợ thành chồng. Suốt đời bác Hồ cô đơn, và suốt đời cô Huệ chờ đợi bác, cuối cùng thì đi tu như thế. Thì năm nay kỷ niệm 130 năm ngày sinh của bác, 100 năm tuổi đảng của bác, chúng ta nhắc lại cuộc đời sự nghiệp của một con người đã chỉ vì chúng ta thôi mà hy sinh tất cả, không có một chút hạnh phúc riêng tư. Thì bác nói là bác chưa trở lại miền Nam, là chưa trở lại Huế, Sài Gòn, Cao Lãnh, Đồng Tháp là thế. Và cũng chưa biết nấm mộ cô Huệ để ở đâu. Mà từ ngày cô Huệ mất đến bây giờ là tròn 40 năm. Cô Huệ mất từ năm 1980 mà, đến nay là tròn 40 năm, ta chưa tìm được nấm mộ của cô Huệ đâu. Chỉ biết là cô mất trong cái ngôi chùa nhỏ vắng lặng, xa xôi, nơi mà cô nương nhờ cửa Phật rồi mất ấy. Ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở cái miền đất đỏ, quê hương của anh hùng Võ Thị Sáu. Đấy. Nếu ta có dịp về đó nhé, ta tìm về cái địa danh là Núi Thị Vải, Chùa Thị Vải, thì chúng ta sẽ thấy được, hồi tưởng được một cái không gian mà ở đó cô Huệ vẫn luôn luôn nhớ đến bác, dù đã đi tu như thế nào. Mà cuối đời bác được tin cô Huệ đi tu, bác khóc, bác dằn vặt suốt đêm. Đồng chí Vũ Kỳ là thư ký của bác vào phòng tắt đèn cho bác để bác ngủ ngon giấc đêm khuya, mà đi ra cầu thang nhà sàn không có một tiếng động, mà bác còn biết cơ mà. Đời bác chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn, chưa bao giờ có một bữa ăn ngon cả, chỉ vì chúng ta thôi. Bác gọi ông Vũ Kỳ lại là chú Kỳ quay lại cho bác nhờ một chút đã. Ông Vũ Kỳ thưa là bác cần gì nữa không? Bác bảo vặn lại đài cho bác, cái đài nhỏ ở đầu giường đấy. Bác đang nghe tin, bác đang ngủ đâu. Và chú cứ để cho bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Để các bạn thấu hết cái nỗi cô đơn của bác, và thương bác biết bao nhiêu cũng vẫn là không đủ đâu. Đấy. Tôi rất là cảm động sáng hôm nay, đồng chí Tổng Giám Đốc,
có cho tôi thăm cái bàn thờ trong bác của bác trong ngay trong văn phòng làm việc, thắp hương cho bác. Và tôi lại được biết là các bạn thường xuyên làm dỗ bác vào đúng ngày âm lịch nhé, 21 tháng 7. Đấy chính là một cái điểm tâm niệm trong sáng thiêng liêng của chúng ta đấy, đừng bao giờ quên đấy. Thì năm nay những cái sự kiện rất thiêng liêng, sự kiện nào cũng nhắc chúng ta nghĩ đến bác cả. Nhân cái sự kiện kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, tôi đọc để các bạn nghe hai bài thơ. Cuối đời bác, bác là một nhà thơ lớn, không chỉ là một lãnh tụ mà còn là một nhà thơ. Bao giờ cứ đến đầu năm mới đấy, bác đều có thơ mừng năm mới gửi đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Ngoài ra đến vút giao thừa thiêng liêng thì chúng ta đón thơ bác, thơ mừng năm mới, được lắng nghe giọng đọc tiếng nói của bác. Còn từ ngày bác mất đến nay 51 năm không còn điều đó nữa, ta chỉ còn tưởng niệm trong tâm trí chúng ta thôi. Bài thơ năm 1968, lúc có sự kiện tổng tiến công Mậu Thân ấy, mà bác đã 78 tuổi rồi. Bác viết là xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp mọi nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Câu cuối cùng các bạn, không còn là thơ nữa đâu, mà là một thông điệp của lịch sử đấy, là nổ súng toàn chiến trường miền Nam để quyết giải phóng miền Nam, đánh sập ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh thẳng vào tòa đại sứ Mỹ cả mà, và làm rung chuyển cả đô thành Sài Gòn để tạo tiền đề cho việc lật đổ cái chính quyền tay sai để đem lại cái chính quyền dân chủ cho nhân dân, tức là thống nhất đất nước. Cái bài thơ ấy rất là vĩ đại, nó như một thông điệp. Ai cũng mong muốn, ai cũng thiết tha sự kiện tổng tiến công Mậu Thân vĩ đại sẽ là cái câu chuyện chấm dứt cái câu chuyện của miền Nam, tức là giải phóng miền Nam. Ai cũng tin như vậy. Bác mới viết là tiến lên toàn thắng mà ắt về ta. Trong cái giờ phút linh thiêng đó, ai cũng nghĩ đến miền Nam, mà bác thì niềm tin mãnh liệt là toàn thắng. Thế nhưng tổng tiến công Mậu Thân dù vĩ đại oanh liệt như vậy, nhưng hy sinh cũng không ít. Và phải mất thêm 6 năm nữa, đến 30 tháng 4 năm 75 mới giải phóng được hoàn toàn miền Nam. Tại sao lại như vậy? Các bạn có hiểu vì sao không? Bên ngoài những cái lý do khách quan rất nhiều ra đấy, thì nó còn có một cái điều đau đớn như thế này này. Trước giờ nổ súng tổng tiến công Mậu Thân, chúng ta đau đớn được biết tin Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đột ngột qua đời. Lúc bây giờ ông có 53 tuổi. Mà bác phong đại tướng cho Nguyễn Chí Thanh một lần duy nhất lên thẳng đại tướng, cùng với Trung ương đưa thẳng vào chiến trường miền Nam, trực tiếp điều hành câu chuyện trên chiến trường. Còn ngoài Bắc đấy, ở Tổng Hành Dinh là bộ óc của Đại tướng Huyền Thoại Võ Nguyên Giáp. Cả hai con người này đều bác phong đại tướng, bác phong một lần lên thẳng đại tướng. Nó chỉ khác nhau về thời điểm thôi. Võ Nguyên Giáp là đại tướng năm 1948, lúc ông có 37 tuổi. Từ đội trưởng du kích, bác phong thẳng lên đại tướng cơ mà. Rồi làm bộ trưởng quốc phòng, tổng tư lệnh quân đội quốc gia Việt Nam, và bác đưa ra Điện Biên Phủ, bác giao toàn quyền cơ mà. Đấy. Ngoài biên ải tướng quân toàn quyền, chắc thắng thì mới đánh, mà đã đánh là phải thắng. Chú chỉ được báo về với bác và cho Trung ương là đã thắng trận, không báo gì khác. Đấy là bác với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở với chúng ta đến 103 tuổi mới về với bác. Mà lúc về với bác trên vai vẫn chỉ là lon đại tướng, vì không còn lon nào cao hơn cả. Bác phong có một lần cao nhất. Còn đại Nguyễn Chí Thanh, ông đã từng là ủy viên Bộ Chính trị. Ông rất thân thiết với chúng ta đấy nhé, với nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Ông là người đề xướng cái phong trào gió đại phong, các bạn có nhớ không nào? Nông nghiệp. Ông là người đã đến Thanh Hóa rồi đấy, đã đến kiểm tra việc cứu đói trên địa bàn Thanh Hóa này. Ông là trưởng ban nông nghiệp Trung ương,
rồi sau đó là Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, và bác nhận ra cái tư chất của vị tướng này, bác quyết định phong đại tướng rồi cử vào miền Nam. Thế mà giờ khởi sự đến nơi rồi thì một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột đã cướp đi sự sống của đại tướng, mà bác đau đớn, bác nói là bác mất một nửa sự sống rồi, tim bác đau rất nặng. Ở cái nhà sàn làm việc của bác từ đó trở đi phải treo một quả chuông nhỏ để ai vào làm việc chuông reo bác đỡ giật mình. Và bác cũng đi vĩnh biệt chúng ta trong một cơn đau tim dữ dội. Thế bây giờ đại tướng nằm đó, bác đi viếng đại tướng Nguyễn Chí Thanh về, bác khóc. Bác ký lệnh truy tặng huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất cho người đại tướng văn võ song toàn này. Mà tấm huân chương Hồ Chí Minh cao quý ấy duy nhất chỉ có một lần xếp hạng thôi, còn từ đó trở đi không xếp hạng nữa. Ý là để dành riêng tôn vinh cái hạng nhất này cho cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Các đồng chí có nghe tên tuổi người con trai của đại tướng bây giờ là thượng tướng không? Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Trung ương Đảng. Lúc đại tướng mất ấy, Nguyễn Chí Vịnh còn bé lắm, mới có 4-5 tuổi. Bác rất thương, bác thường cho vào nhà sàn ăn cơm với bác đấy. Thì đấy là điều mà chúng ta nhắc lại là tại sao mà cái sự kiện tổng tiến công Mậu Thân vĩ đại oanh liệt nhưng nó vẫn không thể trọn vẹn được, là vì nhiều lý do, trong đó có lý do về cái chết đột ngột của người đại tướng Nguyễn Chí Thanh 53 tuổi. Mà đời bác ấy, hai lần bác chứng kiến hai vị tướng lỗi lạc đều đi ở tuổi 53. Nó cũng có cái gì như số phận vậy. Đúng không? Nguyễn Sơn, tướng Nguyễn Sơn rất là lỗi lạc chứ. Gọi là lưỡng quốc tướng quân cơ mà, tướng của hai nước cơ mà. Thế mà cũng đi vào tuổi 53 vì trọng bệnh. Bây giờ lại Nguyễn Chí Thanh nữa, bác đau đớn lắm. Đấy. Thế còn đến năm 69 ấy, năm 69 là Xuân Kỷ Dậu các bạn nhé. Xuân Kỷ Dậu. Bác Hồ của chúng ta sinh vào năm Dần, tuổi Dần, và bác đi vào năm Kỷ Dậu, năm 69, lúc bác 79 tuổi. Và bác cũng để lại một bài thơ chúc Tết cuối cùng, mà không ai nghĩ là cuối cùng cả, bây giờ mới trở thành cuối cùng. Bài thơ năm 69 ấy cũng rất xúc động, vẫn tràn đầy một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tất thắng. Nhưng mà trong lòng bác đã dằn vặt khắc khoải lắm rồi, mà năm 69 ấy sức khỏe bác yếu đi từng ngày. Bác không thể về với Thanh Hóa chúng ta được, bác phải mời đoàn đại biểu tỉnh ủy Thanh Hóa ra Hà Nội làm việc với bác đấy. Và phút chót đấy, bác vẫn nghĩ về Thanh Hóa của chúng ta đấy, nhất là với nông dân Thanh Hóa. Bây giờ ta có cả một cái phong trào là tam nông, nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Thì tất cả những cái thành phần đối tượng như thế đấy đều ở trong tâm trí suốt đời bác. Cái bản di chúc linh thiêng này mỗi bạn nên có một cuốn nhé, đọc đi đọc lại nhiều lần rồi thuộc lòng nhé. Ở trong trái tim mình này, có 1.000 từ thôi. Miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân ngay sau khi giải phóng miền Nam, tìm cách giảm dần sự đóng góp của nông dân. Ngay cả đến bản thân bác cũng chỉ tiết kiệm đất cho dân. Bác dặn đảng ta là sau khi tôi đã qua đời, thi hài tôi yêu cầu được đốt đi, nói chữ là hỏa táng. Sau này có nhiều điện táng nên trở thành phổ biến. Bác còn dặn là nếu như khi tôi đã qua đời mà miền Nam vẫn chưa được giải phóng thì xin gửi lại một ít tro xương cho đồng bào miền Nam. Rồi khi chữa, bác lấy bút đỏ gạch chữ xương đi chỉ để chữ tro thôi. Bác là người rất tinh tế về ngôn ngữ. Nói cho xương là văn nói, là khẩu ngữ. Còn khi đã văn viết ấy, mà hỏa táng thì chỉ còn cho thôi. Cả đời người cuối cùng là một bình cho thôi. Bác gạch chữ xương đi là đúng, bác để lại chữ cho. Nhưng bác dặn đảng ta là cho thì bỏ vào 3 hộp sành, cho đồng bào miền Bắc 1 hộp, miền Trung 1 hộp, miền Nam 1 hộp,
đồng bào mỗi miền hãy tìm một quả đồi cao mà chôn hộp cho đó xuống cho đỡ tốn đất. Rồi bác thêm chữ ruộng, đỡ tốn đất ruộng, tức là suốt đời chỉ nghĩ về nông dân thì thương nông dân. Thì đấy là tình cảm rất cao quý của bác. Thế thì tất cả tâm trạng tình cảm ấy nó dằn vặt khắc khoải bác trong lòng, nó đọng vào những câu thơ cuối cùng năm 69, tức là xuân Kỷ Dậu. Các đồng chí cố gắng thuộc lòng những câu thơ của bác nhé. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm qua là Mậu Thân, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to, vì độc lập vì tự do, đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào, tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn. Đọc thoáng qua ta cũng không thấy hết ý nghĩa đâu, phải nghiền ngẫm kỹ các bạn sẽ phát hiện ra điều này. Này, mấy câu thơ thôi mà là cả một chương trình hành động. Vì độc lập vì tự do là gì? Là mục đích, mục tiêu. Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào là không đổ máu, đó là con đường, là phương thức để giành chiến thắng. Giành chiến thắng nhưng không đổ máu, Mỹ cút đi thôi, Ngụy lật nhào đi thôi, chứ không phải kẻ thù nó xuyên tạc chúng ta là cộng sản là tắm máu đâu. Đấy là một sự xuyên tạc rất là thô bỉ, không bao giờ có điều đó cả. Bác suốt đời chỉ nghĩ về xương máu của dân, tiết kiệm càng nhiều càng tốt, không đổ máu là tốt nhất. Đấy. Thế rồi gì nữa? Là Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn. Đấy là cái đích cuối cùng để thỏa lòng mong ước của bác là miền Nam trong trái tim tôi. Đồng bào miền Nam cũng chưa một lần gặp bác, bây giờ muốn được gặp bác. Cho nên là Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn là cái đích cuối cùng của chúng ta. Bài thơ có mấy câu mà sâu sắc ý nghĩa như thế về mặt tư tưởng. Chúng ta còn phải nỗ lực cả đời mới hiểu được bác. Bác sâu sắc và tinh tế bao nhiêu thì nhiều khi chúng ta cũng cứ hồn nhiên quá, đơn giản quá, không hiểu bác đâu. Ai lại có một vị tướng nhé, đến báo cáo bác rất hồn nhiên. Cái thời kháng chiến chống Pháp ấy, là thưa bác, chúng ta đánh thắng một trận rất đẹp bác ạ. Nói rất là say sưa. Bác bảo đẹp như thế nào? Mới kể cho bác nghe là giết được rất nhiều giặc, bắt sống được rất nhiều giặc tù binh, cướp được rất nhiều súng đóng chiến lợi phẩm. Bác nghe hết, nghe xong bác nói là một trận đánh chết nhiều như vậy mà chú gọi là đánh đẹp sao? Đổ máu không bao giờ là đẹp, đổ máu là bất đắc dĩ thôi. Chiến tranh thì không tránh khỏi đổ máu, nhưng mà càng ít càng tốt, mà không đổ máu là tốt nhất. Bác chữa lại này, đấy là các chú đánh giỏi thôi, chứ không thể gọi là đánh đẹp được. Đấy, xin các bạn hết sức chú trọng vào cái sự tinh tế trong ngôn ngữ của bác nhé. Đánh giỏi thôi, chiến thắng thì là giỏi, chứ còn đổ máu không là đẹp, là bất đắc dĩ thôi. Đấy, đấy là cả một cái tấm lòng nhân đạo, hay ta gọi là chủ nghĩa nhân văn của Hồ Chí Minh. Khi bác mất ấy, có một nhà thơ nổi tiếng viết một bài thơ để tang bác, khóc bác, dài những 104 câu cơ. Đấy. Nhà thơ này rất là quen thuộc với thanh niên này, vì ông đã từng là thần tượng của thanh niên, nhà thơ Việt Phương. Việt Phương là suốt đời không giữ một chức vụ nào cả, ông suốt đời làm thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhưng ông là một nhà thơ lớn. Thế là ông viết cái bài thơ để tang bác khi bác mất đấy, trong đó lấy cái ý về việc đánh đẹp, đánh giỏi này, này để nói đấy. Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp, con xóa chữ đẹp đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con. Để nói hết cái tầm lớn lao nhân đạo của Hồ Chí Minh, để nói được chúng ta. Hay ở đây có rất nhiều các bạn thanh niên này, các bạn có biết nhà thơ Tố Hữu chứ? Một nhà thơ nổi tiếng mà chúng ta đã từng học khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường. Tố Hữu cũng lấy ý tưởng về cái nắm cho trong di chúc này này để viết bài thơ Vĩnh Biệt Cuộc Đời trước khi mất đấy, mà chủ yếu là muốn ký thác vào lớp trẻ chúng ta. Tố Hữu viết thế nào? Xin tạm biệt đời yêu quý nhất, còn mấy vần thơ một nắm cho,
thơ tặng bạn đời cho gửi đất, sống là cho và chết cũng là cho, tức là dâng hiến. Đấy. Thì đấy là điều mà chúng ta cũng cần nói với nhau. Hay sâu xa hơn, vào thời điểm thiêng liêng như lúc này đấy, câu chuyện về lòng yêu nước, câu chuyện về tình yêu tổ quốc và nhân dân ấy, là một câu chuyện rất thiêng liêng trong đời sống của mỗi một người chúng ta. Ta hãy nghĩ lại tình cảnh đồng bào mình đang khốn khó trong cảnh lũ chồng lũ ở miền Trung như thế nào chứ. Đấy. Đây có đồng chí phó tổng biên tập tạp chí này, vừa đi những công tác từ thiện về khắp các giải đất miền Trung, thì đủ hiểu cái nỗi đau đớn mất mát của nhân mình như thế nào. Và vì vậy đấy, hòa bình, độc lập, tự do luôn luôn hiện diện là những giá trị cao nhất mà Việt Nam phải phấn đấu thành một biểu tượng xứng đáng trong lòng nhân loại như thế. Mà đấy cũng chính là tâm niệm của Bác đấy. Ta đọc vào di chúc của Bác, ta hãy nhớ câu cuối cùng nhé. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Cả đời Bác, đến lúc ra đi, Bác chỉ tâm niệm một điều như thế thôi. Và chỗ này là chỗ ta gần gũi Bác lắm, vì chúng ta có những điều tâm niệm cũng rất gần gũi như thế. Để chúng ta suy nghĩ thêm. Bây giờ trở lại cái sự kiện bài thơ năm 69 Xuân Kỷ Dậu, năm mà Bác đi, Bác mất. Các bạn có biết là viết xong bài thơ này thì Bác đón đoàn đại biểu miền Nam ra thăm miền Bắc, do bác sĩ Phùng Văn Cung dẫn đầu. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đấy, mà ông Vũ Kỳ phải dìu Bác ngồi trước vào ghế, vì Bác đi lại đã rất khó khăn. Và mọi người xót xa khi thấy Bác ngày một yếu đi, dù Bác vẫn linh lợi, tươi vui, da rẻ vẫn hồng hào, nhưng đã yếu rồi. Bác sĩ Phùng Văn Cung cảm động lắm, ôm lấy Bác mà khóc. Bác cũng ôm chầm lấy bác sĩ Phùng Văn Cung, là người của con của miền Nam ra thăm miền Bắc. Bác nói thế nào? Với miền Nam, có nói trăm câu, nghìn câu, vạn câu cũng là không đủ. Hôm nay gặp các vị ở đây, cho phép tôi chỉ nói một câu thôi. Và bác đọc câu thơ là: bao giờ Nam Bắc một nhà, Việt Nam đại thắng chúng ta vui mừng. Thế là khát vọng của Bác càng ngày càng mãnh liệt. Thế và sau, trong cái đoàn đại biểu miền Nam ấy, cùng đi với bác sĩ Phùng Văn Cung, có rất nhiều các cháu gái, các cháu dũng sĩ diệt Mỹ đấy. Bác cho ra thăm miền Bắc, nhưng mà thực chất là Bác cho ra để đi chữa bệnh. Bác thương các cháu gái lắm, Bác biết chiến trường ác liệt như thế nào, cho nên Bác dặn bác sĩ Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch, mà sau này thì bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là cũng hy sinh trong cái sự kiện tổng tiến công Mậu Thân. Còn trước đó Bác dặn thế nào? Bác dặn là chiến trường ác liệt lắm, các chú phải nghiên cứu sản xuất các loại thuốc chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe cho các cháu gái, để sau này chiến tranh kết thúc, trở lại cuộc sống đời thường, các cháu gái vẫn có thể làm vợ, làm mẹ được. Thì ta mới hiểu rằng là tấm lòng của Bác thấu đáo như một người cha, một người mẹ như thế nào khi thương con. Chắc là chúng ta đã nhiều lần ra thăm nhà Bác ở nhà Hà Nội chứ. Cái nhà sàn của Bác đấy, khu di tích, cái vườn cây, ao cá của Bác đấy. Ta vô tình lắm, ta không biết được rằng là trong vườn của Bác, tại sao Bác cho trồng cả cây bồ kết. Cây bồ kết là để lấy quả bồ kết gội đầu cho các cháu gái này. Gần chúng ta đây là ngã ba Đồng Lộc, 10 cô gái hy sinh, bây giờ trên bàn thờ đều có gương, có lược và có cây bồ kết bên cạnh. Bác cho trồng cây bồ kết là thương các cháu gái, chỉ với một nguyện vọng đơn sơ thôi, là muốn gội một cái mái đầu bằng các cái lá thơm, bằng hương liệu của Việt Nam. Bác Hồ thấu đáo từng chi tiết một là như vậy. Đặc biệt nữa này, trong cái sự kiện ấy thì các cháu gái nhìn thấy Bác ngày một yếu đi, trên xúc động cứ òa lên khóc, nức nở. Bác an ủi là ra với Bác thì phải vui lên, sao mà cứ khóc nhiều vậy.
thì lại càng nức nở hơn. Các cháu nói là thưa bác, gian khổ mấy chúng cháu cũng không sợ, hy sinh mấy chúng cháu cũng không sợ, khó khăn thiếu thốn đến đâu chúng cháu cũng chịu đựng được. Chúng cháu chỉ sợ nhất đến một lúc nào đó lại phải nghe tin bác Hồ trăm tuổi. Bác Hồ trăm tuổi tức là ý nói bác mất đấy. Bác rất xúc động, bác mới quay sang bên cạnh thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đứng đó. Bác gọi là chú Tô mà, bác rất thương Thủ tướng, bác gọi là chú Tô chiều mến của bác. Và Thủ tướng vẫn thường đi cùng với bác những lần tiếp khách, nhất là khách quốc tế và khách miền Nam. Cho nên bác hỏi ngay, chú Tô, năm nay bác bao nhiêu tuổi? Thủ tướng thưa là thưa bác, năm nay bác 79 tuổi. Bác nói ngay, vậy còn 21 năm nữa bác mới trăm tuổi. Bác nói đánh Mỹ 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, chứ bác có nói đánh Mỹ 21 năm đâu. Các cháu đánh Mỹ giỏi, bác vui, bác khỏe thì vẫn còn có thể gặp được bác. Đấy là bác an ủi thôi, chứ chỉ mấy tháng sau là bác đi. Và cái chỗ này là rất sâu sắc này. Ta hỏi bác là sợ bác trăm tuổi, tức là ta hỏi theo nghĩa bóng. Bác lại trả lời trong nghĩa trực tiếp là bác lấy 79 tuổi cộng với 21 tuổi thì nó mới ra 100 tuổi. Hay 100 tuổi trừ đi 79 tuổi nó vẫn còn 21 năm nữa cơ mà. Đấy. Bác của chúng ta có những phản ứng linh hoạt trong tư duy và thực sự là một tình cảm rất sâu sắc đậm đà cho con cháu. Bác nói là bác không có gia đình riêng, nhưng cả dân tộc Việt Nam là gia đình lớn của bác. Nam nữ thanh niên nước ta đều là con cháu của bác cả. Bác dành tình thương cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Nhưng trong trái tim mênh mông của bác đấy, có chỗ chứa cho tất cả mọi người, không sót một ai đâu. Đấy, ai nghèo khổ nhất, ai bất hạnh nhất thì bác thương yêu nhất. Tại sao bác Hồ có một thói quen đêm 30 Tết bác đều đi chúc Tết trước? Sáng mùng 1 sau giao thừa bác lại đi chúc Tết. Mà vị lãnh tụ của cả nước chỉ chọn hai đối tượng để chúc. Một là trí thức, những trí thức nổi tiếng tài ba, vì bác rất trọng người tài. Hai là những người dân nghèo khổ nhất, bất hạnh nhất thì sẽ có mặt bác. Đấy. Bác đến tận một cái ngõ nhỏ nghèo nàn ở ngay trong Hà Nội lúc bây giờ, mà đêm giao thừa lạnh ngắt khói hương, một cái nén hương cũng không có. Đàn con thì nheo nhóc, người phụ nữ vì chồng mới mất mà, thế là nuôi một nách 3-4 đứa con nhỏ. Giao thừa mà vẫn còn đi bổ củi gánh nước để kiếm thêm mấy đồng bạc mua gạo cho con. Xót xa quá, bác đứng lặng người. Và cái người phụ nữ đó không ngờ rằng bác lại đến thăm, thế là xúc động quá đánh rơi cái đòn gánh đổ thùng nước xuống và ôm chầm lấy bác mà khóc. Những người thân phận như cháu mà bác cũng đến sao? Bác an ủi là những người như cháu mà bác không đến thì bác còn đến với ai nữa? Ta xem, tình thương của bác dành rõ nhất cho nông dân, cho những người nghèo khổ. 70 tuổi mà bác còn ra đến tận đảo Cô Tô các bạn nhé. Bác còn có mặt ở đảo Tuần Châu nhé, trên địa phận Quảng Ninh bây giờ đấy, mà bác chúc Tết đồng bào, những người nghèo khổ. Thế có một lần mà bác đi chúc Tết nhé, cano chở bác đi đã rời khỏi bến rồi, thì bỗng nhiên bác nghe một tiếng gọi thất thanh, mà tiếng của một bà cụ già đứng tuổi. Bác Hồ đâu rồi? Vì sao các ông không cho tôi đi gặp bác? Bác nghe mà bác xót xa, bác cảm thấy nó có cái điều gì không phải. Bác hạ lệnh cho cano quay lại, cập bến lại, để cho cụ già được gặp bác đã. Thế quả nhiên người ta dắt cụ già lên gặp bác. Hóa ra một bà cụ nông dân già nua, ngoài 70 tuổi mà mù mắt các đồng chí. Mù mắt có nhìn thấy gì đâu, cứ cùa quạng thế này, cứ chạm vào áo, vào râu bác. Thế mà bác còn thấy cả những cái giọt nước mắt trên mu bàn tay của mình. Bà cụ già khóc đấy. Cụ nói là bác Hồ thật đây ư? Có phải bác đây không? Đời tôi lại có dịp được gặp bác có phải không?
Bác để yên cho cụ già hết xúc động đã. Bác mới nói: thưa cụ, chính tôi đây, cụ có được khỏe không? Thế không ở đâu có một vị chủ tịch nước ân cần thương mến với dân như thế. Các tỉnh miền Nam do hoàn cảnh chiến tranh bác không đến được. Đất nước chia cắt, dù bác rất thiết tha đi thăm miền Nam mà không ai dám giải quyết cho bác đi. Còn các tỉnh trên phía Bắc, miền Bắc này này, bác đến nhiều lắm đấy. Riêng Thanh Hóa cũng là một miền đất đặc biệt, bác đến 4, 5, 6 lần tất cả. Nếu tính cả những lần bác cho mời Thanh Hóa ra làm việc trực tiếp, bác căn dặn từng điều một, từng chi tiết một, mà cái lớn nhất đấy là mong cho Thanh Hóa nhất định phải thành một tỉnh kiểu mẫu cơ mà. Mà các bạn sống trên đất Thanh Hóa nhé, đây là một vùng đất địa linh nhân kiệt đấy. Trong lịch sử, Thanh Hóa chưa bao giờ bị chia tách. Thanh Hóa là một tỉnh lớn cả diện tích và dân số, chỉ đứng sau có Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tiềm năng phát triển rất lớn và chúng ta có cơ hội để đóng góp vào cái sự phát triển đó của địa phương mình. Mà bác thì rất thiết tha mong muốn điều đó. Thế thì bác đi bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu địa phương? Có một cái tỉnh rất đặc biệt, đó là tỉnh Bắc Ninh, cái vùng dân ca quan họ đấy, xứ Kinh Bắc. Ta không thể ngờ rằng là Bắc Ninh bác về những 18 lần cơ. Hay là của Hưng Yên, Hưng Yên bác về tới 10 lần tất cả. Vĩnh Phúc, trước đây là Vĩnh Phú, bác về 8 lần tất cả. Thái Bình, bác còn ngủ lại một đêm ở huyện Vũ Thư, tổng cộng là 6 lần về Thái Bình. Còn những tỉnh xa xôi Việt Bắc, Tây Bắc đều có dấu ấn của bác hết. Bác không đến được nhiều thì bác bù lại bằng gửi thơ. Còn quê hương Nam Đàn của bác rất gần với chúng ta đây. Các bạn có thuận lợi là gần quê bác ở Nam Đàn, hãy tranh thủ những lúc có điều kiện về thăm quê bác nhé. Nhất là làng Sen là quê nội, làng Hoàng Trù, tên nôm là làng Chùa là quê ngoại, nơi bác cất tiếng khóc chào đời chính trên cái mảnh vườn làng Chùa đó. Mẹ Hoàng Thị Loan sinh bác ở đó, nhưng là quê ngoại. Chứ còn thật ra, theo gia phả, theo sử sách đấy, thì quê ngoại thực sự của bác, cái nôi đầu tiên ấy là Hưng Yên cơ. Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Bây giờ có bàn thờ mẹ bác ở đó. Đôi câu đối mang từ làng Chùa, làng Sen về đến Hưng Yên để thờ đấy các đồng chí. Thì ta mới biết rằng là bác dành tình cảm đặc biệt cho các địa phương, trong đó gắn bó với tình cảm máu thịt của chính gia đình bác. 10 năm cuối đời, tức là từ năm 1960 đến năm 69, trong khoảng 10 năm đó, từ lúc 70 tuổi đến 79 tuổi, ta không thể ngờ được sức đi của bác nhiều như thế. Ai lại bác có mặt 700 lần với nông dân ở các làng quê thôn xóm khắp cả miền Bắc. Một lãnh tụ tuổi cao sức yếu mà lại 700 lần trong 10 năm cuối đời đến thăm nhân dân, nhất là nông dân, thì đây là một bài học vô giá cho chúng ta về phục vụ dân, về quan hệ mật thiết với nhân dân. Đấy, bác là một tấm gương. Đấy, thì đến cái sự kiện về bác năm nay gắn với lịch sử là như vậy. Ngoài ra, tôi muốn nói với các bạn ở đây, nhất là đây có các đồng chí nữ này. Các bạn có nghe tin là gần đây người phụ nữ mà được bác đích thân chọn kéo cờ trong ngày độc lập vừa mất không? Đã ra đi rồi. Lúc đi là 95 tuổi. Giáo sư Lê Thi. Lê Thi là bí danh. Bà ấy là Dương Thị Thoa. Bà ấy là con gái của một học giả nổi tiếng, trí thức lớn là giáo sư Dương Quảng Hàm. Mà bác rất trọng nhân tài, bác chọn người con gái của một trí thức để kéo cờ trong ngày độc lập. Kéo cờ phải có hai người đều chọn phụ nữ cả. Người thứ hai là một phụ nữ người dân tộc thiểu số, dân tộc Tây ở Cao Bằng, là du kích, bà Bế Thị Loan. Rồi sau này bà Loan bà lấy ông Hoàng Văn Thái là đại tướng, thành phu nhân đại tướng thì đổi tên là Nguyễn Thị Loan. Thì bà Loan vẫn còn sống, nhưng mà bà Lê Thi đã mất, vừa mới đi xong, 95 tuổi. Bà ấy sau này thành một giáo sư, tiến sĩ,
phụ nữ mà đứng đầu Viện Triết học Việt Nam, rồi sau đó là Viện trưởng Viện Nghiên cứu về Phụ nữ, về giới, bình đẳng giới vì tiến bộ của phụ nữ. Con người ấy đã ra đi. Nhưng câu chuyện đặt ra là thế tại sao bác chọn phụ nữ kéo cờ mà không chọn nam giới? Đây là cả một sự tinh tế tôn vinh của bác dành cho phụ nữ. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam thì hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa từ đầu công nguyên giành độc lập, thì bây giờ nước Việt Nam mới ra đời này, vinh quang này dành cho phụ nữ để tiếp nối truyền thống, chứ chọn phụ nữ không chọn nam giới. Bác là như thế đấy. Đặc biệt nữa này, trong kháng chiến chống Mỹ mà Thanh Hóa là nơi đóng góp rất nhiều cho cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chỉ riêng đoàn dân công hỏa tuyến thôi, thổ gạo, thổ lương thực, vũ khí, phương tiện lên Điện Biên Điện Phủ, thì Thanh Hóa bao nhiêu hy sinh, Thanh Hóa bao nhiêu sức người, sức của đóng góp vào đó. Chúng ta tự hào về truyền thống quê hương là thế nhé. Thì ta mới biết rằng là trong hai cuộc kháng chiến đó, bác dành cho phụ nữ những chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đấy là tôn vinh của bác dành cho phụ nữ Việt Nam, nên bác chọn phụ nữ kéo cờ. Thì cái sự kiện ấy chúng ta cũng đừng quên. Năm nay lại còn có hai người anh hùng, một người thời chống Pháp, một người thời chống Mỹ đã ra đi. Trong các đồng chí nào đã từng tham gia quân đội, bây giờ là cựu chiến binh này, thì hãy nhớ là cuối năm nay là ngày sinh nhật của quân đội đấy nhé, 22 tháng 12. Người anh hùng thời chống Pháp, Hoàng Đăng Vinh, lúc mà nhận lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào tận hầm của tướng Đờ Cát để bắt nó giơ cờ trắng lên hàng này, Điện Biên Phủ mà. Hoàng Đăng Vinh trẻ lắm, có 19 tuổi đấy, mà bác sau này gắn huy hiệu Điện Biên Phủ cho. Lúc bây giờ thì còn nghèo khổ, vừa mới độc lập xong đã chiến tranh, chứ có được học hành gì đâu, mới có lớp 1 đấy. Thế mà sau này Đảng và Nhà nước đào tạo bồi dưỡng thành anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá quân đội. Thì Hoàng Đăng Vinh vừa mới ra đi, lúc ra đi cũng đã 90 tuổi. Đấy là thời chống Pháp nhé. Còn một anh hùng nữa thời chống Mỹ như một huyền thoại, bắn rơi 7 máy bay Mỹ. Các bạn có nghe nói không? Anh hùng Nguyễn Văn Bảy, 7 máy bay Mỹ. Cách gọi của miền Nam là gọi con cái theo con số mà. Anh là Nguyễn Văn Hóa, nhưng mà con thứ 7 nhưng gọi là anh Bảy. Anh bắn rơi 7 máy bay Mỹ. Quê ngay ở Đồng Tháp. Đồng Tháp lại là nơi để phần mộ của bố bác, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Anh Bảy sinh trưởng trong một gia đình nông dân rất nghèo khổ, không được học, chỉ học hết lớp 3 thôi đã phải đi bộ đội, đi du kích. Thế rồi là đúng cái dịp mà Hiệp định Geneva, thế là tập kết ra miền Bắc. Nguyễn Văn Bảy có mặt trong cái đội quân tập kết ra Bắc. Thế mà có lớp 3 thôi nhé, lớp 3. Đến mức mà bố tiễn con ra mà ra Bắc, mua tặng cho con một chiếc đồng hồ đeo tay để xem giờ đấy các đồng chí. Mà anh còn không đọc nổi chữ số La Mã cơ mà, có lớp 3 thôi. Thế mà ra đến miền Bắc gặp bác Hồ, và bác dặn là cháu phải đi học, học giỏi. Và bác chọn cho đi học phi công ở Liên Xô cơ. Phải, bác dặn là phải bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, giải phóng miền Nam, lái máy bay đưa bác về thăm đồng bào miền Nam. Chỉ vì lời dạy ấy của bác mà khó khăn mấy cũng phải vượt qua, không dám bỏ đâu. Thế bây giờ câu chuyện đặt ra là thế này, thế lớp 3 thì học thế nào được? Ít nhất phải là hết phổ thông trung học nhé, tức là lớp 10 hay lớp 12 bây giờ đấy nữa. Thế mà học được đấy các bạn. Ta mở một lớp bổ túc văn hóa đặc biệt dành riêng cho Nguyễn Văn Bảy để kịp đi học Liên Xô. Mà chỉ trong có một tuần lễ thôi, phải thanh toán xong từ lớp 3 đến lớp 10 các đồng chí. Như chuyện cổ tích vậy chứ, không ai tin được mà thành sự thật đấy. Học theo kiểu gì? Học theo kiểu Việt Nam, tức là bỏ hết, không học cái gì cả, chỉ học môn toán thôi. Đấy, cho nó kịp mà các đồng chí. Đây là một cái hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, nó bắt buộc phải như vậy. Chứ bây giờ phải học hành cho nó cẩn thận, chu đáo, từng môn một, đúng không? Nhưng mà lúc bây giờ là như vậy đấy.
để kịp đi, kịp đi. Mà Nguyễn Văn Bảy thông minh lắm, chỉ vì nghèo khổ không được học thôi, chứ học đâu biết đây. Anh ấy điểm xuất phát thì thấp như thế mà lọt qua được vòng kiểm tra để đi học phi công Liên Xô đâu có là chuyện dễ. Thế nhưng đến cái vòng lửa thứ hai thì mới chết dở, là học ngoại ngữ. Thì không sao vào được, học ngày học đêm, vừa học vừa khóc mà không học nữa. Nản lắm, muốn bỏ lắm, nhưng mà chợt nhớ đến lời bác mà không dám bỏ. Các bạn thanh niên có nhớ lời của bác không? Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên cơ mà. Đấy, thì ta mới nhớ rằng là Nguyễn Văn Bảy vượt qua tất cả mọi thử thách, cuối cùng trở thành một phi công xuất sắc, bắn rơi 7 máy bay Mỹ. Mà thế giới họ quy định là chỉ cần bắn rơi 5 máy bay của đối phương là đã công nhận là phi công đẳng cấp rồi. Mà anh bắn rơi 7 cái. Nhưng cái điều cảm động là khi báo tin cho bác là anh Bảy đã bắn rơi được 7 máy bay Mỹ, thì bác lập tức ra lệnh giữ chú Bảy lại, không cho bay nữa. Các bạn có hình dung bác Hồ nghĩ thế nào? Tức là nhìn xa trông rộng, bay nữa có thể chết chứ. Trong chiến tranh ai dám đảm bảo, chỉ toàn có thắng lợi. Bác nhìn xa trông rộng lắm, bác chủ tính rất xa, giữ chú Bảy lại làm huấn luyện viên ở phía sau thôi, không cho bay trên bầu trời nữa, giữ lại bảo toàn lực lượng. Đấy. Thế và quả nhiên Nguyễn Văn Bảy sau này khi ngày bác mất ấy, anh được chọn vào cái đội phi công đặc biệt bay trên quảng bầu trời, ở bay rất thấp trên quảng trường Ba Đình để vĩnh biệt bác trong cái lễ truy điệu. Anh ấy kể là vừa bay vừa khóc, nhìn xuống mặt đất cả một biển người khóc bác mà đang giơ tay thề, anh cũng vừa bay vừa khóc. Người ấy đã ra đi, đã vừa mới ra đi xong. Ở Việt Nam có 3 người anh hùng trong thời chống Mỹ này mà bắn rơi rất nhiều máy bay Mỹ xâm lược. Anh hùng Nguyễn Văn Bảy thì 7 chiếc nhé, anh hùng Phạm Thanh Ngân thì 8 chiếc. Phạm Thanh Ngân sau này được phong thượng tướng cơ, là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và trong Ủy viên Bộ Chính trị. Mà Phạm Thanh Ngân lại được cử làm đội trưởng cái đội bay trên bầu trời Ba Đình. Mà anh phải bay trước một hôm lên Lạng Sơn để khảo sát vấn đề sương mù, đảm bảo độ an toàn cho chuyến bay. Đấy, Phạm Thanh Ngân. Người nữa là anh hùng Nguyễn Văn Cốc, bắn rơi nhiều nhất 9 máy bay Mỹ. Mà người mà bác tặng hoa ra đấy, bó hoa bác tặng đơn vị phòng không không quân ấy, trong đó có Nguyễn Văn Cốc ấy. Mà lúc đó là lúc bác yếu lắm rồi, 79 tuổi. Bác bảo thế nào? Năm mới bác chúc các chú tiến bộ nữa, tiến bộ mãi, và các chú sẽ có nhiều cốc hơn nữa. Nhiều cốc nữa là nhiều anh hùng như thế nữa. Tạm không ngờ rằng đấy là lần chúc Tết cuối cùng của bác cho quân đội. Cái lãng hoa của bác bây giờ vẫn còn nguyên thiêng liêng như thế đấy. Nó như một cái dấu tích của lịch sử. Có một nhân vật này rất cảm động, mà cùng quê ngoại với bác ở Hưng Yên, một vị trung tướng lừng danh. Thời bấy giờ không có thượng tướng, dưới đại tướng là trung tướng. Nhân vật số 2 cơ mà, trung tướng Nguyễn Bình, các bạn có nghe bao giờ không? Người Hưng Yên. Có một tư chất quân sự gần như trời cho, đã từng làm tư lệnh quân khu Đông Triều và Hải Phòng khi còn thanh niên cơ. Thế mà ông ấy rất là nhiệt huyết yêu nước. Ông ấy vội vàng gia nhập một cái tổ chức tên là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông ấy tưởng đấy là đảng cách mạng, ông vào. Vào rồi mới biết là sai lầm. Đấy là một cái tổ chức manh động, phiêu lưu, mạo hiểm, chỉ chủ trương ám sát cá nhân thôi, chứ không phải là một đảng cách mạng chân chính. Ông ấy biết là sai, ông ấy rút lui ra ngay. Thì nó trả thù rất tàn bạo, nó cho người bắt lại và nó khoét cả một cái mắt trái của ông. Cho nên lúc phong trung tướng còn có một mắt, đeo kính đen thế này. Nguyễn Bình, bậc danh tướng mà quê Hưng Yên cùng với quê ngoại của bác. Thế mà vì đã vào Việt Nam Quốc Dân Đảng, bây giờ muốn trở thành đảng viên cộng sản thì phải vượt qua những thử thách rất là khó khăn. Ai lại thử thách dòng dã 10 năm liền?
17 năm liền chứ. Từ năm 1930 đã bị tù Côn Đảo rồi, đến tận năm 1947, tức là 17 năm mới kết nạp đảng vì thử thách. Mà năm 45 trước đó, ba đã cử đi miền Nam. Ba đã giao cho làm tư lệnh chiến trường Nam Bộ rồi. Ta học bác nhé, bác có một cái nghệ thuật dùng người rất tài giỏi. Chỉ cần tài, cần đức thôi, không câu nệ đảng viên hay không đảng viên. Đấy. Đến chủ tịch nước, bác cũng chọn người ngoài đảng cơ mà. Bộ trưởng trong chính phủ của bác năm 45-46 đấy, hầu hết có đảng viên đâu. Chỉ cần có tài, có đức thực sự thôi, không câu nệ đảng hay không đảng. Đấy là bác Hồ. Nguyễn Bình cũng thế chứ. Chưa kết nạp đảng, chưa phong trung tướng, còn có một mắt đã giao cho cả miền Nam. Bác cho gọi về. Bác bảo tình hình nước sôi lửa bỏng lắm rồi, Nam Bộ kháng chiến mà. Chú lên đường ngay cho bác. Bác giao cả miền Nam cho chú. Ta thấy học bác ở cái quyết đoán, đã chọn đúng người rồi thì dùng ngay, mà dùng phải tin, mà chọn đi rất đúng, cử đi rất đúng thời điểm lịch sử. Nguyễn Bình xúc động quá, nhận lời của bác đi vào Nam, mà bác ân cần tiễn đi. Thế là tranh thủ tâm sự với bác: việc lớn bác giao, cháu không dám từ chối. Cháu rất lo có làm được không, liệu có xứng đáng với tình tin cậy của bác không. Bởi vì đến giờ phút này khi lên đường, cháu vẫn chưa phải đảng viên. Những lời tâm sự rất thành thật như thế. Bác nói thế nào? Đảng viên ư? Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, chú lên đường ngay cho bác. Đấy. Và bây giờ câu ấy của bác đấy hết sức có ý nghĩa trong hoàn cảnh chúng ta đang phải giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trước cái sự xâm lược bành trướng của phía Trung Quốc trên Biển Đông. Bác nói thế này nhé, chú chỉ chưa đảng viên vì chưa kết nạp thôi. Chứ còn chú là người ái quốc, ái dân, bác biết. Ái quốc là yêu nước, ái dân là yêu dân, đấy là tên bác đấy. Nguyễn Ái Quốc rồi lại Nguyễn Ái Dân là tên bác cả đấy chứ. Bác sống 79 tuổi mà bác mang tất cả 180 cái tên. Trong đó có tên là ái quốc, ái dân. Bây giờ bác nói là chú là người ái quốc, ái dân, bác biết. Bác tin chú và giao việc lớn cho chú. Chú lên đường ngay cho bác. Phải một người như Nguyễn Bình, đầy bản lĩnh và mưu trí dũng cảm, mới dẹp loạn được trên cái mảnh đất đó. Chia năm xẻ bảy, rồi là giang hồ đầu gấu, lưu manh trộm cướp nổi lên, và một tay Nguyễn Bình trị được hết, lập lại được trật tự và giúp đỡ đồng bào miền Nam kháng chiến chống Pháp năm 45-46 đấy. Đến năm 48 thì phong trung tướng, và năm trước đó năm 47 thì kết nạp đảng. Kết nạp đảng xong phong trung tướng luôn. Bác ký lệnh phong tướng có 11 người thôi mà. Một đại tướng là Võ Nguyên Giáp, một trung tướng là Nguyễn Bình, còn lại là 9 thiếu tướng. Giỏi như Trần Tử Bình, như Nguyễn Sơn, như Trần Đại Nghĩa mà cũng chỉ thiếu tướng thôi. Nhưng mà trung tướng phải là Nguyễn Bình. Thì đủ hiểu bác cân nhắc như thế nào. Người như thế mà lại sớm hy sinh. Sau khi được tin, Trung ương và bác quyết định gọi Nguyễn Bình trở về Việt Bắc trong năm 1951 ấy, cái năm mà để chuẩn bị đại hội đảng lần thứ hai ấy, ở Việt Bắc ấy. Thế là Nguyễn Bình về Việt Bắc, đến đất Campuchia, đi từ Nam Bộ ra Việt Bắc, đi qua đất Campuchia, địch nó bắn chết. Mà lúc mất có 43 tuổi, mới có mấy tuổi đảng, mấy tuổi tướng. Nhưng mà công trạng thì rất hiển hách. Cái đau đớn là mất năm 1951 mà phải mất 50 năm sau mới tìm được hài cốt. Năm 2001 mới tìm được hài cốt và tổ chức an táng trọng thể tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Mà cái người chủ trì cái lễ an táng này lại chính là Thượng tướng Phạm Thanh Ngân. Đấy. Thế thì trong cái giờ an táng ấy, nó xảy ra một cái sự kiện rất cảm động. Bà vợ của Trung tướng Nguyễn Bình đến gặp ban tổ chức, ban tổ chức lễ tang ấy. Bà ấy đề nghị là cho kiểm tra hài cốt, vì bà ấy rất lo liệu có đúng hài cốt của chồng bà ấy không. Thế trước một cái đề nghị rất xúc động ấy của phu nhân Trung tướng cơ mà,
ta phải chấp nhận chứ, phải làm. Vì bà ấy kể thế này mà ai cũng khóc này. Chồng tôi chỉ còn có một mắt thôi, chuyên tiễn chồng tôi vào Nam theo lệnh Bác Hồ. Tôi phải làm cho chồng tôi một cái mắt giả, nó như cái viên bi ve các bạn đấy. Thể xác thì có thể tan rữa rồi, 50 năm rồi, nhưng mà cái vật ấy nó phải còn cơ, nó không phân hủy được. Thì mới đúng là chồng tôi. Tôi lại trực tiếp đính cho chồng tôi một chiếc khuy áo bằng kim loại, bằng sắt này. Thì cái đó cũng không phân hủy được, nó có thể xám màu đi thôi, nhưng nó phải còn thì mới đúng là chồng tôi. Ta nghe ta thấy có lý quá mà rất xúc động, ta cho kiểm tra lại. Thì các bạn có hình dung nổi thế nào không? Linh thiêng phù hộ của đất, của trời và của Bác Hồ. Thế nào mà vừa bắt đầu kiểm tra hài cốt thì ngay lập tức tìm thấy ngay hai cái kỷ vật đó. Tất cả òa lên khóc và tổ chức an táng trọng thể Trung tướng Nguyễn Bình. Trên nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh đấy, bây giờ còn có mộ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cũng người Hưng Yên, nhưng mà cả đời vì Nam Bộ cho nên được gọi là người con của Nam Bộ. Đấy. Tôi nhắc lại việc này bởi vì chính Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người thông báo cho chúng ta biết về ngày giờ mất chính xác của Bác là thế nào, mà phải sau 20 năm ngày Bác mất ta mới nói được. Chứ lúc đầu đấy ta nói là Bác mất ngày mùng 3 chứ, tháng 9, bởi vì lý do là để cho nhân dân qua cái ngày lễ đi đã, đừng vì đau đớn quá mức. Thì bây giờ Bác mất 20 năm rồi, phải nói lại cho nó chính xác, để ta làm dỗ Bác cho nó chính xác. Thì nhân đây gặp đông đủ các bạn thế này, tôi nói lại một lần nữa nhé. Trái tim Bác ngừng đập đúng vào giờ viết di chúc. Ta thấy có linh thiêng không? Viết di chúc giờ nào, tim Bác ngừng đập đúng giờ đó, 9 giờ sáng. Còn thông báo lễ tang của Đảng này, nói là Bác mất vào 9 giờ 47 phút sáng đấy, thì theo lời giải thích của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là phải cộng dồn cả giờ cấp cứu. Giờ 6 bác sĩ đặc biệt của Trung ương thay nhau hồi sức cho Bác mà tim Bác không đập lại. Thì đau đớn quá, 9 giờ 47 phút bàn tay các thầy thuốc rời khỏi ngực Bác. Thì chúng ta mới lấy cái giờ đó làm giờ Bác mất. Chứ còn đúng là 9 giờ sáng tim Bác bắt đầu ngừng đập là giờ viết di chúc. Bác đọc tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 năm 45 ở quảng trường Ba Đình. Bác đang đọc, Bác còn dừng lại hỏi đồng bào là: đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Bác sợ mình là người xứ Nghệ phát âm nặng, đồng bào Hà Nội phát âm nhẹ không nghe rõ. Không có vị lãnh tụ nào trên thế giới mà ân cần với dân đến như thế. Thì sau 24 năm liền làm chủ tịch nước, Bác cũng ra đi vào đúng ngày quốc khánh, mùng 2 tháng 9. Nhưng lúc đầu đau đớn quá nói mùng 3, bây giờ sau 20 năm Đảng chính thức nói lại là mùng 2 tháng 9 để chúng ta biết nhé. Và nhất là các bạn phải làm dỗ Bác vào ngày âm lịch. Mùng 2 tháng 9 dương lịch năm 69 ấy, là nó tương ứng với 21 tháng 7 âm lịch năm đó. Cho nên bây giờ cả nước biết ngày mất âm lịch của Bác để cả nước thống nhất làm dỗ cho Bác. Cái năm vừa rồi đấy, 2019 trước đó, chưa bao giờ mà cả nước đồng loạt làm dỗ Bác đúng ngày 21 tháng 7 như vừa rồi. Trong đó có chúng ta ở đây thì để thấy được tất cả sự linh thiêng đó. 24 năm liền làm chủ tịch nước mà Bác còn cầm tay Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc mất ấy, sắp mất ấy. Bác bảo: chú tính cho Bác xem quốc khánh năm nay lần thứ bao nhiêu. Thủ tướng trả lời là: thưa Bác, 24 năm. Bác minh mẫn tột cùng. Bác bảo: vậy là hai giáp đấy chú ạ. 24 năm tức là hai giáp. Ý Bác là năm Chẵn đốt pháo hoa cho dân chúng mừng. Thì 24 năm làm chủ tịch nước rồi Bác cũng đi vào đúng ngày quốc khánh. Ở ta lại có một người chuyên nghiên cứu về các cái con số đấy. Các con số, mỗi một con số cũng là một sự kiện, nó có ý nghĩa của nó cả đấy. Thì họ tính thế này, các đồng chí này, cũng có lý này.
cộng ngày sinh và năm sinh, tháng sinh của bác. 19 tháng 5 mà, 19 cộng 5 thì nó ra 24. Nó trùng với 24 năm làm chủ tịch nước của bác. Thì cái chi tiết này cũng là một cái sự tìm tòi, suy lý thôi. Chứ còn nhiều sự kiện nó rất ngẫu nhiên. Nhưng mà nó rơi vào trường hợp như bác là vĩ nhân, nó trở nên rất thiêng liêng. Ở thế giới này mấy tỷ người các bạn, chỉ có hai người thôi. Một là ông Tổng thống Mỹ tên là Joseph Jefferson. Hai là bác Hồ của chúng ta. Joseph Jefferson là tác giả tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776, để khai sinh ra nền độc lập của nước Mỹ, gọi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông làm Tổng thống của nước Mỹ, và ông cũng mất vào ngày độc lập của nước Mỹ là ngày mùng 4 tháng 7. Người thứ hai là bác Hồ, là tác giả tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, làm chủ tịch nước 24 năm liền và cũng mất vào ngày quốc khánh. Đấy là sự trùng hợp của các bậc vĩ nhân. Còn riêng với bác thì có một điều thiêng liêng mà chỉ riêng bác mới có. Đó là trước khi mất, bác còn dày công suy nghĩ để lại cho chúng ta một bảo vật quốc gia, đó là di chúc. Có 1.000 từ thôi mà bác công phu viết trong 4 năm liền, sửa chữa từng năm một, đến phút cuối cùng trước khi mất vẫn sửa di chúc lần một lần nữa. Sửa xong thì 4 tháng sau bác vĩnh biệt chúng ta. Điều ấy chỉ có bác mới có. Chưa kể là quan hệ với Mỹ nhé, thì các bạn có biết hình dung nổi không? Hóa ra đời bác 14 lần, từ trước cách mạng tháng 8 ở Việt Bắc đến khi mất 14 lần, tất cả bác viết thơ, gửi điện, gửi thông điệp cho các đời tổng thống của Mỹ để tìm kiếm một khả năng hợp tác, một khả năng hòa bình không đổ máu. Mỹ không có hồi âm và cuối cùng gây ra chiến tranh thảm khốc như vậy. Thì đấy là trách nhiệm lịch sử của phía Mỹ. Còn Việt Nam vô cùng đại lượng, bao dung nhân nghĩa, khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, thực hiện đúng cái chủ nghĩa nhân văn cao cả của Hồ Chí Minh. Cái ngày làm việc cuối cùng của bác là ngày 25 tháng 8 năm 69, cũng là ngày bác gửi bức thư thứ 14 cho Tổng thống Johnson, tức là Tổng thống của Mỹ lúc bây giờ, để tìm kiếm hòa bình. Bác còn nói với Thượng tướng Trần Văn Trà của chúng ta một câu là không giết hết Mỹ. Không giết Mỹ để làm cái gì mà cũng không giết hết được đâu. Đuổi nó về nước thôi. Nếu cần các chú đem hoa tặng nó, thổi kèn tiễn nó về, trải thảm đỏ cho nó đi cũng được, để cho nó đỡ bẽ mặt. Chứ còn điều quan trọng là Mỹ phải cút về nước. Đấy, để Việt Nam sẽ có hòa bình. Đấy, cái nguyên tắc này là không thay đổi bất di bất dịch, dĩ bất biến ứng vạn biến mà. Và nó thể hiện ngay trong lời văn của bác đấy, gửi cho Tổng thống Mỹ Johnson. Mỹ và Việt Nam cách nhau nửa vòng trái đất. Việt Nam chưa một lần gây sự với Mỹ, chỉ có Mỹ đến xâm lược Việt Nam thôi. Cho nên điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề Việt Nam là Mỹ phải rút về nước. Nếu cần tôi trải thảm đỏ cho các ngài về, rồi sau này đi vào tái thiết lại sau chiến tranh, cần thiết tôi lại sẵn sàng trải thảm đỏ mời các ngài đến. Vì tôi biết kỹ thuật công nghệ của Hoa Kỳ là thế nào. Bác vĩ đại lắm. Bác là lãnh tụ mà có tầm nhìn xa trông rộng và có tư tưởng hội nhập rất sớm. Mà trong tương lai nhé, sự phát triển của chúng ta còn lớn mạnh hơn nữa, ta phải tính đến việc hợp tác quốc tế nhé. Nhất là vấn đề chuyên gia, nhất là những vấn đề về kỹ thuật công nghệ hiện đại. Hãy học bác tư tưởng hội nhập như thế rất sớm. Thì có nói bao nhiêu các cái sự kiện như thế vẫn không đủ. Bây giờ từ những sự kiện lịch sử như thế, để ta có một ý niệm chung về con người bác, sự nghiệp của bác, bây giờ ta phải lần trở về các sự kiện của quá khứ, để hiểu bác đúng là một con người của đời thường, bằng xương bằng thịt như chúng ta, chứ đừng có thần thánh hóa bác. Cái lỗi của chúng ta là cứ hay thần thánh hóa bác, coi bác như một vị thánh. Bác vĩ đại như bậc thánh, nhưng đừng thần thánh hóa bác.
làm mất đi cái vẻ chân thực, sinh động, cảm động của đời Bác thì không đúng đâu. Thế để làm rõ cái điều này, tôi kể các bạn nghe, mà nhất là chúng ta lại sống trên đất Thanh Hóa nhé, một mảnh đất mà in nhiều dấu ấn cảm động của Bác lắm, lại gần với quê hương Bác ở Nam Đàn, Nghệ An, thì ta lại càng thân thiết. Thanh Hóa là còn có Lam Sơn. Nói Lam Sơn là nói đến Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Trong con người Bác có hình ảnh của Nguyễn Trãi đấy. Trong con người Bác có cả tâm hồn của Nguyễn Du đấy. Bác kết tinh tất cả mọi tinh hoa của dân tộc và thời đại. Một người như Bác đấy, so với những người thân khác của Bác trong gia đình, thì Bác là người sống thọ nhất. Bác còn ở với chúng ta được 79 mùa xuân. Chứ những người thân trong gia đình Bác mất sớm lắm. Cho nên các bạn trẻ phải để tâm sức nghiên cứu về gia đình Bác nhé. Cuộc đời Bác, con người Bác này. Mẹ Bác là bà Hoàng Thị Loan. Bà Hoàng Thị Lan của Bác, mẹ Bác này, sống được có 33 tuổi. Mà lại mất vào dịp Tết. Bà mất đúng ngày 22 tháng Chạp sắp Tết. Hôm sau 23 Tết là ngày đưa tang của mẹ. Lúc mồ côi mẹ, Bác có 10 tuổi đầu. Bế em nhỏ trên tay có 4 tháng tuổi. Đưa mẹ lên núi, gọi là núi Tam Tầng ở Huế để chôn cất. Mà Bác nhờ bà con hàng xóm làm giúp cho. Chứ Bác biết làm thế nào 10 tuổi đầu. Bác kể cho chúng ta nghe cái đau đớn của tuổi ấu thơ mà Bác khóc cơ. Em nhỏ có 4 tháng tuổi, mẹ mất rồi cũng mất theo. Mà lúc mẹ mất ấy, thì Bác lại đi mua thuốc về cho mẹ, đi xin nước cơm nước cháo hàng xóm nuôi em, vì mẹ không có một giọt sữa nào. Bố thì đang ở Tít Thanh Hóa này, ở núi rừng Thanh Hóa này, vì triều đình cử cụ đi chấm thi. Lúc đó thi ở Thanh Hóa, trường thi Thanh Hóa. Mà cụ lại mang theo con trai cả, tức là anh Bác ông cả Khiêm đi cùng. Chị gái là bà Thanh ở lại trong quê ở Nam Đàn, vì bà ngoại đang ốm nặng. Thế là ở Huế chỉ có Bác là lớn nhất mà có 10 tuổi đầu. Em nhỏ có 4 tháng tuổi thì mẹ chết rồi. Bác kể là mở cửa ra cái ngôi nhà nhỏ bé tồi tàn ở ngoại ô Huế đấy, bà làm nghề dệt lụa dệt vải để nuôi chồng nuôi con, thì mẹ đã chết lạnh trên khung cửi. Bác òa lên khóc. Và em nhỏ của Bác mới tội nghiệp, có biết đâu là mẹ chết. Em nhỏ cứ bò trên ngực mẹ để tìm sữa. Bác kể lại chi tiết này mà Bác khóc đấy. Nhưng những cái ấu thơ, tuổi ấu thơ của Bác trôi qua là những tuổi thơ cay đắng. Và vì thế Bác rất thương người là thế. Tình thương của Bác là dành cho tất cả, nhất là trẻ em và phụ nữ là thế. Đấy là mẹ Bác nhé, 33 tuổi. Ông cả Khiêm, anh trai Bác được có 62 tuổi. Bác được 79 tuổi, chứ ông cả Khiêm được có 62 tuổi. Mà ông lại mất vào đúng năm 1950, là năm Bác đi chiến dịch biên giới ở Việt Bắc. Chị gái Bác là bà Thanh được 70 tuổi, nhưng lại mất đúng năm 1954. Mà Bác đều không có nhà cả. Khi mà tỉnh ủy Nghệ An này này báo tin cho Bác biết là bà Thanh, ông cả Khiêm đều mất rồi, thì Bác đau đớn lắm. Bác đánh điện trở lại nhờ tỉnh ủy thu xếp làm tang giúp cho anh cho chị Bác, chứ Bác về thế nào được, đang kháng chiến. Rồi sau này Bác khóc nữa. Bác nói là tôi vì việc dân việc nước mà đành chịu tội bất đễ với anh chị vậy, cũng xin anh chị tha tội cho. Và xin bà con cô bác ở quê hương cũng lượng thứ cho tôi, chỉ vì việc dân việc nước mà tôi đành chịu tội bất đễ vậy. Để hiểu cho hết nỗi lòng của Bác, cái chữ đạo hiếu của Bác như thế nào nhé. Đấy là mẹ, đấy là em nhỏ. Ông cả Khiêm là anh, bà Thanh là chị gái. Bà Thanh còn có một cái tên rất đẹp các đồng chí. Bà có một cái tên là Nguyễn Thị Bạch Liên. Liên tức là hoa sen nhé. Bạch Liên tức là hoa sen trắng. Để ta hiểu vì sao trong số các tên Bác dùng đấy, có một cái tên là Hồng Liên.
Hồng liên tức là hoa sen hồng để tương xứng với chị. Đấy, đấy là gia đình bác. Cho nên là bà Thanh lặn lội từ trong quê ra Hà Nội thăm em, vì bà đinh ninh rằng chủ tịch nước Việt Nam bây giờ chính là em mình. Đôi mắt của bác sáng rực không thể lẫn với ai được, chỉ có bà Thanh mới nhận ra thôi. Chứ còn mọi người cứ nhìn ảnh bác dày gầy gò hốc hác lại để râu như vậy chứ không ai tin. Nhưng mà riêng bà Thanh tin rằng đây là em mình. Bà ra thăm thì quả nhiên như vậy. Mấy chục năm mới gặp lại nhau, hai chị em mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau mà khóc. Bà Thanh hỏi bác một câu như thế này này: việc riêng của cậu đến đâu rồi? Bác khóc. Nó bảo em không còn thời gian nữa, muộn mất rồi, 55 tuổi rồi. Bây giờ chỉ còn lo cho dân, cho nước thôi. Ông Cả Khiêm lại một lần dịp đau đó ra thăm bác, tình cờ hỏi bác đúng như vậy. Ông hỏi bác là: anh biết chú rất bận, nhưng bao giờ chú có thể về thăm được quê? Cố thu xếp để về lấy thăm lấy quê dù một lần thôi. Bác hứa với anh là nhất định sẽ về. Bác về được hai lần, lúc về thì anh không còn, chị không còn nữa. Cả gia đình bác không ai có hạnh phúc đâu. Đấy. Ông Cả Khiêm trước khi về còn đặt trên bàn bác mấy cái quả cam xã đoài mang từ quê ra, gọi là để biếu em. Và ông dặn tiếp thế này này: anh đã vậy, liệu chú cũng định ở vậy sao? Thì ta mới càng vỡ lẽ ra là cả gia đình bác không ai có hạnh phúc. Mẹ mất ở Huế bên bờ sông Hương, chưa một lần bác trở lại. Bố nằm lại Cao Lãnh Đồng Tháp, chưa một lần bác đến. Anh không vợ không con, chị không chồng không con, em nhỏ 4 tháng tuổi đã mất, người yêu thì bỏ đi tu, còn bác thì cả một cuộc đời cô đơn. Đấy, nếu xét về phương diện con người mà nói đấy, bác đau khổ đến như vậy. Chứ đừng nghĩ bác là ông thánh nhé. Dù bác vĩ đại như bậc thánh, nhưng vẫn là một con người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Và phải như thế mới hiểu đúng về bác. Đấy. Thì trong gia đình bác những người thân như vậy. Thế còn bố của bác? Bố bác lại mất cô độc, không có một người thân bên cạnh. Ở tít tận Cao Lãnh Đồng Tháp, chỉ có bà con dân làng coi cụ là ân nhân thì làm tang cho cụ. Vì cụ bỏ hết mũ áo nhà quan về sống ẩn giật trong dân làng, dạy học làm thuốc cứu dân, thì dân nuôi dưỡng cụ, làm tang cho cụ, coi cụ là ân nhân. Chứ có một người thân nào bên cạnh đâu. Đấy. Mà bác cũng chưa bao giờ biết Cao Lãnh là thế nào, chưa bao giờ đến cả. Bác trước khi rời bến cảng Nhà Rồng nữa, bác chỉ còn kịp về Bình Khê. Bình Khê là cái huyện nghèo nhất của tỉnh Bình Định lúc bấy giờ, vì triều đình nó lại bổ nhiệm cụ đi làm chi huyện Bình Khê. Bác đến đó để chào từ biệt cha. Lúc đến chào từ biệt cha thì đúng là lúc mà cha đang đau khổ giông bão, vì cụ đến Bình Khê nhậm chức, cụ thả hết tù chính trị, yêu nước thương dân mà. Triều đình nó coi như là phạm tội chống lại nó, nó cách chức hết, nó đầy ải cụ, điệu cụ về Huế để trừng phạt. Thì lại đúng lúc bác đến tiễn biệt cha. Mà không ngờ đấy cũng là lần cuối cùng hai cha con gặp nhau. Ông bố của bác đấy, ông Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy đấy, lại mất vào đúng cái thời điểm bác thành lập đảng. Bác chuẩn bị thành lập đảng năm 1929-1930 ở Trung Quốc ấy, thì ở Cao Lãnh bố bác tắt thở, mà không có một người thân bên cạnh. Đấy, gia đình là như vậy. Thế sau này khi mà đã tổ chức tang lễ cho mẹ xong rồi, thì ban đêm năm hết Tết đến cô quạnh, hai anh em ôm lấy nhau mà khóc. Bác dỗ em mà em không nín. Bác kể cho chúng ta nghe là bác tủi thân quá, bác khóc theo em. Lãnh tụ kể từng chi tiết một tuổi ấu thơ cho chúng ta nghe đấy, để đau cái nỗi đau của con người. Đặc biệt nữa này, khi mà ở quê, ở Thanh Hóa, Nghệ An, cụ Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy lúc bây giờ lại chưa đỗ đạt thành danh phó bảng. Thế là nhận tin dữ là vợ đã chết rồi, ông lập tức đi từ Nam Đàn về Huế, đoạn đường 400 cây số, để
vĩnh biệt người vợ trên núi, chôn trên núi mà. Và cũng để mang hai con về. Hai con về tức là bác và em nhỏ. Em nhỏ tên khai sinh là Nguyễn Sinh Nhuận, nhưng không có sữa mẹ, đặt tên nôm là Nguyễn Sinh Xin. Mà con nhỏ có 4 tháng tuổi bế về trên con đường 400 cây số đường rừng đường đèo thì còn sức gì nữa. Chuyện cuối cùng Nguyễn Sinh Xin chết trên cánh tay của bác. Và phải đau khổ đến mức này này, phải tháo cánh cửa, đóng cái áo quan nhỏ xíu, tìm một tấm áo rách lót cái thi hài bé nhỏ của em đem đi chôn. Bác không quên một chi tiết nào về tuổi ấu thơ đâu. Để chúng ta đọc sách của bác nhé, ta tìm cái câu này này: trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ học hành là ngoan. Bác chỉ cần thế thôi. Lúc làm việc khuya, bác nghe tiếng trẻ nó khóc, bác xót xa lắm, vì bác nhớ đến em mình. Bác bảo đồng chí cảnh vệ là chú vào tận trong bản, trong làng xem gì sao các cháu nó khóc nhiều vậy. Mà còn ho nữa cơ. Bác bảo đem chai mật ong của bác, bà con biếu bác chưa dùng đâu, cho các cháu nó ho nhiều lắm. Nghe tiếng khóc của các cháu mà bác xót lòng, vì không bao giờ bác quên được cái cảnh em nhỏ chết trên cánh tay của bác. Đấy, thì chúng ta phải hiểu bác như thế nhé. Nếu chỉ dừng lại những người như vậy trong gia đình bác thì cũng chưa đủ. Ta cần biết thêm dù rất ít thôi. Một là vì ta không có nhiều thời gian, hai ta cũng chẳng có tư liệu. Ta cứ coi bác là thần thánh, không nghiên cứu gì mấy đâu. Cho nên bây giờ tư liệu không còn, các cái nhân chứng lịch sử mất hết rồi. Biết được chừng nào quý chừng đó thôi. Đó là chuyện cô Huệ. Cô Lê Thị Huệ kém bác Hồ 3 tuổi, nhưng lại mất sau bác 11 năm. Để các bạn tính được năm sinh của cô và năm mất của cô nhé. Kém bác Hồ 3 tuổi, mất sau bác 11 năm. Bác mất năm 69 mà giải phóng miền Nam được 5 năm rồi, đến năm 1980 cô Huệ mới mất. Nên ta mới đau đớn là nếu ta để tâm nghiên cứu, biết đâu ta chả tìm được những nhân chứng lịch sử, những tư liệu quý giá. Còn bây giờ thì không còn khả năng đó nữa. May mà còn biết được một đôi điều: cô Huệ với bác không có gì xa lạ cả, đều học chung một thầy dạy chữ Hán, thầy đó lại là bố của bác. Cho nên nó mới nảy nở cái tình cảm đó. Mối tình tuổi thanh niên vừa mới kịp chớm nở thì bác đã hy sinh. Hy sinh vì việc dân việc nước. 21 tuổi rời bến cảng Nhà Rồng thì cô Huệ 18 tuổi tiễn bác đi. Bác là con quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thì cô Huệ cũng là quan con quan. Bố cô Huệ tên là Lê Quang Hưng, cụ làm quan ở Bộ Công, còn bố bác làm quan ở Bộ Lễ. Bộ Lễ ta hình dung như Bộ Giáo dục bây giờ, Bộ Văn hóa bây giờ. Còn Bộ Công tức là Bộ Công Kinh tế. Cả hai vị quan này đều thanh liêm cương trực, triều đình nó ghét bỏ, nó bãi chức hết. Bố bác thì phiêu dạt khắp nơi. Cụ đã từng đến tận rừng cao su Đồng Nai, cụ đã từng dừng chân ở cái ngôi chùa Thủ Dầu Một, rồi cuối cùng về Cao Lãnh Đồng Tháp rồi mất. Còn bố cô Huệ thì đau đớn hơn nữa, cuối cùng bị mù mắt, chỉ còn là một ông già hát sầm trong một ngõ xóm thợ nhỏ nghèo ở Sài Gòn, mà lại gần bến cảng Nhà Rồng, cho nên nó có điều kiện cô Huệ tiễn bác đi. Chính bố cô Huệ đã dặn cô Huệ như thế này này: ngày mai anh ba lên đường. Anh ba tức là Văn Ba, là cái tên của bác trên thẻ làm công trên tàu đấy. Con ra chợ mua gạo tám thơm, mua thịt nạc và nước mắm ngon, về làm thịt diêm cho anh, nắm cơm cho anh đi. Đấy chắc là bữa ăn cuối cùng của anh trong nước. Thương con rể tương lai đến như thế không? Nhưng mà vẫn không thành, vì bác hy sinh hết. Thì chính cô Huệ đã tiễn bác đi. Cô Huệ cầm tay bác mà khóc, hỏi bác một câu là: anh ba có dặn thêm em điều gì nữa không? Bác trả lời là chuyến đi này rất xa và rất lâu,
không hẹn được ngày về. Tôi không nỡ làm khổ Út Huệ. Tôi chỉ cầu mong Út Huệ được bình yên, mạnh giỏi, rồi sẽ có hạnh phúc. Không có ràng buộc gì nhau cả. Cô Huệ càng khóc, và bỗng nhiên cô cầm chặt tay bác, nói một câu đau đớn. Cái câu ấy tình cờ nó vặn ngay vào số phận của cả hai người.